Ok cả nhà, thì lại là anh Sen đây. Cả nhà nhớ nhấn đăng ký kênh Chú Chó Đi Hai Chân Tim để ủng hộ những clip và các thành viên ở trong team Sushi Sọn nha. Hello là ok, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của Chú Chó Đi Hai Chân, Bông Bé Bỏng, Sushi Sọn và Miêu Mù Mếm. Cả nhà ơi, đội thám tử Sushi Sọn lại tiếp tục nhận được một vụ án mới. Vụ án này liên quan đến một bà già bán đồ ăn vặt ở cung thiếu nhi đó cả nhà. Đây chính là đồ ăn vặt bà già, siêu rẻ, siêu sạch, siêu chất lượng. Theo như cả nhà có thể thấy, bà già này bán được cho rất nhiều trẻ em. Và món đặc biệt chính là cái món xiên que này đây. Rất nhiều trẻ em thích cái món xiên que của bà già này đó. Thì mời cả nhà đón xem vụ án bà già bán xiên que siêu bẩn. Chào ơi, ngầu đây thấy giờ rào mà không thể bán được cho ai hết trơn á. Bây giờ mình phải di chuyển lên trên cái trường học trên kia kìa. Có mấy đứa không biết nó ngầu trên đó đó. Mình phải bán được quá trời bánh kẹo luôn nè. Trời gì mà nắng nôn quá trời. Thâu, bây giờ đi Thâu. Ai mua đồ ăn vặt không? Đồ ăn vặt giá rẻ. Lúc này thì bà già bán đồ ăn vặt này di chuyển đến câu lạc bộ nơi có rất nhiều em nhỏ để có thể bán được đồ ăn vặt đó cả nhà. Bên kia có nhiều đứa nhỏ gì chừ, bán ở đây là hợp lý nào. Bán ở đây á, quá trời đứa nhỏ luôn. Chắc chắn hôm nay á, mình sẽ bán hết cái đống đồ ăn này. Vậy là hôm nay có tiền để đi nấu cháo rồi, trời ơi. Ai mua bánh kẹo không? Ai mua bánh kẹo không? Bánh kẹo tuổi thơ đây, siêu rẻ siêu ngon đây. Ăn là ghiền đây. Sao ta ra nãy giờ mà không có cái đứa nào tới mua á chị chàng? Trước khi mà bán á, là mình phải xốp cái này ra, xốp từng gói riêng ra cho tụi nó dễ mua. Cái này là cái món đặc biệt nè. Bỏ mỗi cái cây này vô trong cái bì này, bán nó lời hơn mình bán một hộp dày. Đó. Bây giờ thì bà già này sẽ tiến hành phân chia những cái cây xiên que này về từng túi nhỏ để dễ bán hơn. Thảo ơi Thảo. Dạ anh. Anh tự nhiên á, hôm nay cho Su với Bông đi thi văn nghệ xong á, anh đói bụng quá Thảo. Trời ơi, anh là người lớn mà anh cũng đói bụng, em nè, em chưa đói nè. Em chưa đói vậy hả? Dạ. Vậy thôi xíu nữa tới cái chỗ mà có cái cô này bán đồ ăn á, thôi để anh với Su Bông ăn thôi, Thảo đừng có ăn. Thôi anh, thôi đói chứ là em bụng anh cũng hơi đói rồi nha. Thì cả nhà, hôm nay á, Su với Bông á là đi thi văn nghệ đó cả nhà. Thì đây nè, hôm nay á là Su mặc cái bộ đồ rất là đẹp luôn để đi thi văn nghệ. Đó, cái bộ đồ này á, Su đi thi á, Su được giải nhất luôn đó cả nhà. Đúng rồi, anh cùng Bông nó đẹp thì anh Bông mặc chiếc váy cũng rất là đẹp luôn nè anh. Đây cả nhà, thì Bông hôm nay cũng đi thi nhưng mà Bông không có đẹp bằng Su nên Bông được giải nhì rồi cả nhà. Su được giải nhất nha cả nhà. Thảo. Dạ. Thảo ơi, Thảo nhìn phía xa xa kia kìa. Hình như là có cái bà già bà bán đồ ăn vặt hay sao á Thảo. Đúng rồi anh, chứ lại là tự nhiên anh nói tới ăn vặt là bụng em lại đói. Vậy hả? Đúng rồi anh. Hay là bây giờ trước khi về á, mình dẫn Su ở Bông tới đó coi thử có món gì ngon không, ăn nữa đi. Đúng rồi anh, nhớ về tuổi thơ của mình đúng không anh? Đúng rồi. Sao? Su có muốn ăn vặt không Su? Cả nhà, Su nói muốn ăn cả nhà. Vậy thì bây giờ á, mình sẽ tới đó mình coi thử là bà bán gì mình mua ăn nha cả nhà. Rồi đây, đi Su. Đi tới đây anh mua cho Su ăn đồ ăn vặt. Rồi, đi Su. À, chỗ đây nè Su. Chỗ đây nè, chỗ đây nè. Chỗ đây, chỗ đây ăn đồ ăn vặt mày nữa. Ôi da. Con cha bà ơi. Chú cha có khách có không? Ôi cha con chào bà. Ừ, bà chào con. Ôi da thiệt Thảo ơi. Dạ. Bà đây là bà bán đồ ăn vặt này là Thảo. Đồ ăn vặt. Bà già siêu rẻ siêu sạch ăn là mê. Trời ơi. Ừ, đúng rồi, đây là tiệm ăn vặt bà già nổi tiếng nhất cái thành phố này đó. Vậy là đúng rồi cả nhà. Chắc chắn á, là đồ ăn của bà đây sẽ rất là ngon nên bà mới dám ghi là siêu rẻ siêu sạch ăn là mê đó cả nhà. Thì bà già này có bán rất là nhiều thứ, như cả nhà có thể thấy có bim bim, có kẹo, có nước ngọt và đặc biệt đây chính là xiên que. Đây chính là cái món mà được các em nhỏ yêu thích nhất tại cái quán của bà già này đó cả nhà ơi. Ủa bà ơi, bà bán cái gì bà giới thiệu cho tụi con đi bà, để tụi con biết là ủng hộ bà. Đúng rồi, tụi con đang rất là đói luôn đó. Hôm nay á mà đồ ăn của bà mà ngon á, con Su Bông sẽ ủng hộ bà sạch quán luôn. Đúng rồi bà, được rồi. Cái quán ăn vặt của bà già á, cái gì cũng có hết trơn á. Các con nhìn nè. Các con ăn bánh thì cũng có bánh nè. Có bim bim, có nước,
cá sữa. Có rất là nhiều kiểu luôn. Trời ơi, rồi. Mà đặc biệt á, ở quán của bà nổi tiếng nhất là cái món xiên que. Cái món này á, rất là rẻ, chỉ có 1.000 một cái thôi, nhưng mà rất là ngon. Quá rẻ luôn anh. Thôi ơi, trời ơi Thảo ơi, không ngờ á là ở cái nơi mà thành phố như thế này mà lại có cái bà già bà bán đồ ăn rẻ vậy luôn á Thảo. Đúng rồi anh, giá rẻ này là mình mua quá trời nhiều, mình về mình ăn quá là ngon luôn á. Đúng rồi, Su ơi, em thích ăn cái gì ở trong tất cả các món này? Cả nhà, Su nói á là Su thích uống nước cả nhà. Còn Bông á là Bông thích ăn bánh cả nhà. Đúng rồi anh. Trời ơi cả nhà. Bánh biến đi. Cả nhà thấy không? Chỗ bè cụ nè, không bán một thiếu một thứ gì luôn á cả nhà, kẹo nè. Đó, Thảo coi Thảo thích cái gì? À, em nhìn là em à, em thích cái kiểu này nè. Lựa đi con. Đây anh. Ok. Ngon ghê á. Cả nhà thấy không? Quá trời kiểu đẹp luôn. Đó. 2.000 hả ba? 2.000. Trời ơi, rẻ ghê á Thảo. Cái này 5.000. 5.000. Trời ơi, cái hôm nay 1.000 đi con. À 1.000, cái này có 1.000 hả ba? Đúng rồi. Trời ơi, hôm nay á Thảo anh em mình với lại Su Bông sẽ ăn sạch quán bà luôn. Được. Ok rồi. Không? Ok. Ba rồi. Có kẹo cho mấy đứa đây nữa nè. À. Ôi, hôm nay ta đau chân ta ngồi ở đây mà bây giờ cũng có đứa vô mua. Chắc chắn là nó sẽ mua hết cái đống bánh kẹo này. Đặc biệt á là cái khai xiên que đây nè. Ta thấy cái con nhỏ mà bạn quán xanh nó rất là thích cái cây xiên que 1.000 này. Bán cái cây này á mới lời nè. Bây giờ ta phải dụ nó mua cái cây này mới được. Ủa mà bà ơi, sao Su hỏi là cái này rẻ dữ vậy bà? Bà biết sao không? Bà già rồi mà bà thương mấy con á, cho nên bà không có muốn bán mắt cho mấy con, bán rẻ cho mấy con ăn cho nó vui. Trời ơi, công nhận bà tốt ghê luôn mọi người. Mình á, mình thấy bà tốt biết gì lại bán đồ ăn rẻ cho mình á, cho nên là mình sẽ quyết định mua hình vi này nữa nha mọi người, ủng hộ bà. Thôi Thảo ơi. Dạ. Tình hình á là mình anh thấy á bà đây bán cũng rẻ, đồ ăn cũng ngon. Thôi bây giờ á để cái bụng của mình hết đói á là mình ủng hộ bà đi. Đúng ăn rồi. Đi nè Thảo. Đúng rồi anh. Thảo lựa cái gì? Ủng hộ bà đi hai cái này thôi anh. Đây nha cả nhà, Thảo lựa hai cái này nha cả nhà. Để còn anh biết sao không? Em đang giảm cân. Ok, còn Thảo, còn Su là gì? Cả nhà, Su nói là Su ăn kẹo cả nhà. Thì thôi bà con lấy cái này nha. Hộp này 5.000. 5.000 rồi cũng được. Rồi, kẹo nè. Rồi ăn đi Su Bông. Anh cho Bông ăn với anh. Từ từ cho Su ăn đã cả nhà thấy không? Trời ơi, kẹo bà đây ngon á cả nhà. Nên năm nay là Su ăn li lì luôn. Nè. Kẹo chất lượng lắm, bà lấy hay đảm bảo lắm. Ăn đi. Không có bị đau bụng đâu. Công dụng nguồn ăn thơm đi. Ghê. Nè, ăn đi Su. Giỏi. Anh thấy mùi nó thơm thơm. Quá thơm luôn. Trời ơi, mình chưa bao giờ á mà thấy Su ăn ngon như thế này đâu cả nhà. Chắc chắn là đồ của bà đây là đảm bảo chất lượng luôn á. Đúng rồi á. Mua đi chú. Thì bây giờ mình Su ăn xong rồi, sẽ tới lượt bé Thảo ăn nha cả nhà. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ ăn món này nha mọi người. Mình nhìn cái chữ bento là mình thấy là ngon ngon rồi á mọi người. Bây giờ mình sẽ xé ra review cho mọi người, sẵn mọi người ủng hộ bên đây nha. Như là mọi người nhìn thấy hai cái miếng gì đó nha mọi người. Đó mọi người thấy Su không? Là Su hủi đó là Su thích rồi á. Đó. Nghe mọi người, có mấy miếng này á, mình thêm mấy anh chị idol nổi tiếng review rồi. Bây giờ mình mới có những dịp mình review nha mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn trước nha. Công nhận cái con bé này nó nói chuyện khéo thiệt á. Ăn đi con, cái gói đó 10.000. Trời ơi. Ăn lấy cây cây, ngon ngon mặn mặn ngon mọi người. Mình sẽ cho Su ăn thử nha mọi người. Hình như cái này á là Su kiểu Su không có thích ăn cay. Mình cho Bông thử nè. Ngon ghê luôn á. Ăn cái này nghiền chết rồi. Quá ngon quá. Đúng là như cái tấm bảng ăn là mê. Chúng mắng đầu. Nhưng mà nãy giờ á, mấy đứa này nó không có chịu mua cái món đặc biệt ngày hôm nay. Nó có mua mấy cái món ở trong cái rổ không à? Làm sao phải dụ nó mua được mấy cái món đó nè. Ngon không em? Anh miếng ăn miếng đi. Dùng cay cay, mặn mặn. Rồi ăn rồi giới thiệu cho bè quý nghe. Ngon ghê cả nhà ơi. Không ngờ á, chảy nước miếng luôn á cả nhà. Ơi, tuyệt vời. Hay là bây giờ mình ăn món này đi anh. Em thấy á, nó nhiều mà nó gì đâu. Có một con cao nha. Một
tre hả? Vậy là tính ra 10.000 là mình ăn được 10 cây luôn á Hảo. Đúng rồi anh. Bà cho con hỏi đi, cái món này của bà có ngon không bà? Chào, con thử coi là con biết liền các bà ngon hay không. Món này bà tự làm đó con. Trời ơi, nó thơm lắm cả nhà ơi. Nó thơm lắm Hảo. Thơm ghê anh. Rồi, để anh ăn thử nha. Bánh về làm ngon như bà về làm. Chào, ưu nhất cái mắt đứa con. Trời ơi, nó ngon tuyệt vời luôn á cả nhà ơi. Đã quá. Này Thu ơi, Thu ăn miếng này luôn. Đó cả nhà thấy không? Trời ơi, Thu còn thích mày cả nhà. Cho em ăn thử một miếng với anh. Nè, ăn thử đi. Sao Thảo? Ngon anh. Trời ơi, ngon quá cả nhà ơi. Cái này rẻ mà con ăn đi. Trời ơi, phải nói á. Phải nói cả nhà. Từ trước tới giờ á, mình chưa bao giờ mình thấy cái món nào ngon như thế này luôn. Trời, nó quá tuyệt vời luôn. Đúng rồi á. Không biết ăn nè. Ăn đi Thu. Đó, bạn thấy không? Trời ơi, nhất cái nách tươi quá. Ngon quá, ngon quá. Bà ơi, lấy cho con thêm một chai nước nữa đi bà. Ok. Đây con, sao con uống nước trà đi cho nó đỡ khát. Trời ơi, bà nói quá tuyệt vời. Vừa được ăn đây mà vừa được uống nước nữa. Đúng rồi, anh nhìn cái cục này nó to. Ú lù luôn anh. Đúng rồi. Ăn Thảo. Cảm ơn anh. Ăn luôn. Trời ơi, cả nhà ơi, cái hàng đồ ăn này đúng là chất lượng quá. Cái món này cũng ngon hết. Su ăn quá trời quá đất luôn á cả nhà. Em không hiểu một điều idol á. Idol nổi tiếng là người ta nhìn là sẽ ngon nhất nách của em là món rụng cái nách luôn rồi anh. Rụng nách luôn hả? Dạ. Idol là cái gì con? Dạ, em vừa nói tiếng nha bà. Rồi, giờ. Ơi, tiếng. Ờ, sáng giờ, trưa giờ tao chưa ăn, tao đói á. Tao còn có 5.000 à. Có gì, có chỗ nào bán đồ ăn vặt ông tiếng? Tao biết một chỗ, đó là chỗ bán đồ ăn vặt bà già. Hơi bị rẻ luôn, đúng rẻ luôn. Wow. À, ở đâu rồi Tiến? Ở chỗ gần đây thôi nè, đi mình tầm 10 mét nữa tới nè. Rồi, mình đi. Ừ, đi. Đi. Chu trà đang nóng, dễ sợ luôn á. Quá tuyệt vời. Chỗ này nè, chỗ này bán đồ ăn của bà già nè. Ở chỗ khách quen. Mấy đứa cũng biết bà già đây bán đồ ăn vặt ngon hả? Dạ đúng rồi anh. Chỗ này bán siêu ngon, siêu rẻ luôn á. Vậy là hóa ra cả nha. Bà già đây bà nổi tiếng rồi nha. Mà do mình không biết tới bà thôi. Công nhận á, bà đồ ăn ngon thiệt. Mấy đứa vô ủng hộ mấy đứa. Đây, vô đây mấy con. Để với mình ăn mà mình không thấu anh. Mình giới thiệu với bạn nè. Chờ nách này nè, rẻ lắm, có 5.000 một bì. Chai nước ngọt này có 10.000 một chai, rất dễ. Còn mấy viên kẹo này có 2.000 à. Bạn vừa bạn mua đi, mình ăn ngon lắm. Mình mua ăn cả đống luôn á. Cho mình, cho con một cái thanh này đi bà. 2 thanh luôn chứ. Ok. Đấy con. Cảm ơn bà ngoại nha. Mày, 2 cây là hết 2.000 rồi. Bây giờ mình mua thêm 3.000 cái gì nữa đi. Anh nghĩ là mình sẽ đi mua hết 3 cây luôn. Vậy đủ cho 5.000. Đúng rồi. Cái này nhìn cũng ngon nè. Bà ngoại ơi, lấy cho con 5.000 đi bà ngoại. Được rồi, để bà lấy cho. Chú chà, đúng là cái món siêu lợi nhuận. Cái món này á, ở nhà ta làm một cây á, có 100 đồng thôi mà bán cho tụi nó quen luôn. Thì tụi nó mua sắp hết cái hộp xiên que của mình rồi. Đây con, 3 cây đúng không? Dạ đúng rồi bà ngoại. Đây bà khuyến mãi cho thêm một cây nữa nha. Con cảm ơn bà. Tôi cả nhà, bà về đây bà tốt ghê cả nhà. Mua 5 cây 5.000 mà còn khuyến mãi một cây nữa cả nhà. Đúng rồi anh, nhưng mà tự nhiên cái à, hồi nãy mình ăn rồi mẹ vẫn thêm nữa anh. Dạ hả, thôi cả đợi mấy em đây đi xong đi rồi bạn tiếp. Ok anh. À, cảm ơn bà ngoại nha. Lần sau ủng hộ bà nữa nha. Chào anh, chào bà. Không ngờ bà đây bán lẻ quá, vừa ngon nữa. Bữa sau ta có 10 ngày ta mua hết 10 cây luôn. Ok. Đúng là hey, ngon quá. Nó vừa có hương vị của cây và chu chu nữa. Đúng là bà này bán ngon thiệt. Ngon thiệt á, đúng ngon luôn á. Ngon quá. Cứ gì mà tao ăn hết 1 cây rồi này. Còn nhiều lắm này, ăn đi. Đúng rồi. Ngon quá. Bước đi mà quý. Ngon quá trời rồi. Tuy nhiên sau khi mà hai cái em này ăn đồ ăn vặt của bà già thì hai em này đã có những biểu hiện bất thường. À, đau bụng quá rồi, tôi đau bụng dãi luôn, về nhà đi vệ sinh quá. Mày bị sao vậy? Tôi đau bụng quá. Mày nói đau bụng tao cũng phải đi đau đau đâu. Ôi, ba mày, tao đi vệ sinh trước đây. Tao cũng đi. No quá Thảo ơi. Trời ơi, anh ăn bây giờ muốn căng cả bụng luôn á. Thôi bây giờ á, mình về đi chứ không là tối Thảo. Anh chạy đi nha.
Ok. Ôi bà ơi, hết nhiêu tiền vậy bà? À, con ăn 2 cây thiên que, uống 1 lon nước, với lại ăn 1 cái bento nè, hết 20. 20. Cả nhà Su nói á là Su chưa no cả nhà. Bây giờ Su muốn ăn thêm cái cây cà đây nữa cả nhà, hồ lô cả nhà. Rồi bây giờ á bà lấy thêm cho con 5 cái cây này nữa. Tại vì cái này con thấy ngon quá. Bây giờ. Rồi. Bà nhận 25 ngàn nha. Dạ rồi. Ok con, để bà bỏ bì cho. Đây Thảo nè. Rồi, cảm ơn anh nha. Rồi, ok. Rồi đi Su. Rồi, rồi con cảm ơn bà. Rồi thôi đi về. Con gà bà nha. Lần sau ủng hộ bà tiếp nha. Rồi. Gà bà nha. Ôi bà bán ngon ghê Thảo ha. Đi Su. Một lúc sau thì anh Thắng cùng với bé Thảo và Su Bông quay trở về nhà. Cả hai còn mua thêm rất là nhiều xiên que rồi đó cả nhà. Bây giờ mấy đứa nhỏ nó đi hết rồi, mình phải đến mình lùm lại mấy cái cây thì tối về á mới có cây để xiên cho mấy cái xiên que này được. Cả nhà ơi, cái bè già này không đi mua những cây mới để làm tiếp xiên que mới mà đi nhặt lại những cái cây đã bị vứt bỏ đó. Ủa cái đứa nhỏ này nó xẻ rác quá. Mà may nó xẻ rác á, mình mới lùm lại mấy cái cây này mình về á, mình xiên lại cho tụi nó. Oh no. Đâu, phải lùm luôn mấy cái bì này về mình rửa sạch đó rồi mình đựng cái xiên que cho nó. Oh no. Cái bà này bà còn nhặt lại những cái bì cũ để bà lấy bà gói hàng cho các em khi mà mua những cái cây xiên que đó cả nha. Không biết là anh Thắng cùng với bé Thảo sau khi ăn những cây xiên que này có bị làm sao không nữa. Bữa nay là bán được hết sớm nè. Thôi bây giờ mình đi về thôi. Đi về rồi rửa ráy rồi chuẩn bị làm xiên que ngày mai đi bán tiếp. Ai mua đồ không? Ai mua bánh kẹo không? Ngon ghê đó Thảo. Ngon ghê. Trời ơi phải công nhận á, rẻ mà ngon nữa. Mà tự nhiên. Ủa anh Thắng. Sao em? Sao đau bụng vậy? Không biết sao được Thảo ơi, chết rồi. Anh không biết bị cái gì mà sao giờ? Sao giờ anh đau bụng rồi? Anh chết rồi, anh phải ăn chung cái gì được Thảo ơi? Trời ơi. Chết rồi. Thôi giờ đi bệnh viện anh chứ, tự nhiên đau bụng mà lăn ngoài đường. Ôi giời, bây giờ sao tự nhiên? À Thảo ơi. Chết rồi, anh à, bây giờ không biết bị lý do sao mà sao tự nhiên bây giờ cái bụng anh nó giống kiểu là nó bị thắt lại vậy Thảo. Anh Thắng. Chết rồi mọi người, anh Thắng. Trời ơi mọi người ơi, bây giờ Thành ngất xỉu trên đường. Mà với lại là đường cũng gần nhà thôi, bây giờ mình với anh Thắng về nhà chứ. Chứ mà anh Thắng mạnh nằm ở đây á, là không biết ai khi ảnh về luôn rồi á. Anh Thắng, cô ăn lên điểm khi anh về. Xuân không, mẹ Thắng bây giờ Xuân không. Chết rồi anh Thắng ơi, anh Thắng cái gì mà mặt dữ vậy? Rồi mọi người ơi, bây giờ mình lo cho anh Thắng quá, anh Thắng có bị sao không? Chắc hồi sáng về anh Thắng ảnh ăn rồi tầm 7 mọi người ơi. Không xong rồi cả nhà ơi, anh Thắng cùng với bé Thảo sau khi ăn đồ ăn vặt của bà già này thì anh Thắng đã bị đau bụng. Thì liệu bé Thảo có kịp thời đưa anh Thắng đến bệnh viện nữa hay không? Thì hẹn cả nhà ở tập tiếp theo nha.